Đây là một cây máy khách mua của bên em hôm trước, hôm sau về thì đập bỏ mọi người nhá. Đấy. Đập nát bét luôn. Mọi người nhìn này, đập nát bét luôn, màn hỏng. Đấy. Đấy, thì bây giờ em sẽ mở cái máy này ra để xem là máy bên em bán cho khách có phải là máy zin không mọi người nhá. Đấy, máy này thì bên em sẽ hỗ trợ sửa chữa với giá rẻ. Số email là 9775 mọi người nhá. Ok. Đối với cây máy này thì ngoài sửa chữa với giá rẻ thì bên em còn hỗ trợ cho bác 300.000. Đó là tiền túi của em bỏ ra để mà hỗ trợ cho khách hàng. Cũng coi như là một cái vận đen của bác. Sau khi thay vỏ và thay màn hình thì cây máy này sẽ đẹp như mới và sẽ sử dụng bình thường. Và tình trạng của cây máy này nó sẽ biến thành một cây máy dựng mọi người ạ. Và nếu mà không ai nói cho người mua sau thì chắc chắn là người mua sau sẽ không thể biết được nó đã từng bị đập. Đấy. Từng bị đập nát như này. Tại vì ngoại hình của nó đẹp và sử dụng bình thường. Nó vẫn là men zin mặt zin mọi người nhé. Qua cái video này thì em cũng muốn nói cho mọi người là tại sao mà em lại bán cho mọi người loại máy zin chưa đúc ốc. Mọi người phải hiểu là zin chưa vặn một con ốc nào thì không có tình trạng là máy đã bung. Như máy này thì phải bung để mà thay vỏ và thay màn hình. Máy zin ốc là máy zin nguyên con, nó sẽ không gặp tình trạng máy dựng mọi người nhé. Còn nếu mà máy đã bung rồi thì có thể xảy ra cái trường hợp đã thay thế sửa chữa một cái gì đó bên trong. Và như trường hợp như thế này thì mọi người có muốn mua phải một con máy đã bị đập vỡ xong thì dựng lên như con này không ạ? Chắc chắn là không đúng không ạ? Và khi mà mọi người ra những cái tiệm ở gần nhà hay là mua những cái shop ấy thì có thể gặp những cái cây máy này, rất có thể luôn, tại vì tình trạng này em gặp cũng khá là nhiều. Đấy. Rất có thể là gặp những cái cây máy dựng vào nước hoặc là máy đập hoặc là máy rơi vỡ rồi thì máy hỏng, rất là nhiều thứ bên trong người ta mở ra để người ta sửa chữa. Thì tất nhiên là shop người ta bán cho mọi người thì vẫn phải nói là máy zin thì mới bán được hàng. Nhưng mà cái nghĩa zin của người ta là men zin màn zin. Đối với cây này khi mà dựng lên thì nó cũng là men zin, nhưng mà men đã bị đập thì nó yếu hơn mọi người nhé. Cái thứ hai là màn cũng là màn zin, tại vì bên em thay cho anh khách đây là màn zin và máy đẹp như mới. Đây em cho mọi người xem máy nhá. Máy này chuẩn chỉ là lần đầu tiên mở ra. Trong máy không có dấu vết vân tay nào mọi người nhé. Đấy, mọi người nhìn này. Máy này không có dấu vết vân tay nào cả. Đấy, chuẩn chỉ là một cây máy lần đầu tiên mở ra. Đấy. Tất cả những cây máy mà bên em bán ra thì đều bao mọi người là hàng zin ốc mọi người nhé. Đấy, tất cả nó đều đạt như cái tình trạng như này. Zin ốc tức là chưa mở các bác nhé, chưa mở, bên trong không có dấu vết xử lý gì cả. Đấy, em cho mọi người xem lại số eBay lần nữa này, 9775. Bây giờ thì đây, mở ra một lần nữa, không có tí vân tay nào. Máy mở ra hàng chuẩn chỉ, bên em bao 100% máy bên em bán ra là như thế này mọi người nhé.